Tiếp tục chương trình là thông tin, Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã điều tra truy xét thành công nhóm 20 thanh thiếu niên mang hung khí vô cớ đánh người. Theo đó, tối 7 tháng 12, nhóm 20 thanh thiếu niên này từ 15 đến 18 tuổi trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã điều khiển 10 xe máy mang theo hung khí và vỏ chai bia phóng xe với tốc độ cao trên một số tuyến đường của thành phố Ninh Bình với mục đích tìm các nhóm thanh thiếu niên khác để gây gỗ đánh nhau khi đi đến tuyến đường hải thượng lãng ông thuộc địa bàn phường nam thành thành phố ninh bình nhóm này gặp một nhóm sáu thanh thiếu niên khác nên đã đuổi theo gây gỗ đánh nhau khi đuổi đến tuyến đường thuộc địa bàn xã ninh tiến thành phố ninh bình nhóm này ép được hai người ở nhóm kia bị ngã ra đường buộc phải bỏ xe để chạy sau đó một số đối tượng nhảy xuống xe sử dụng kiếm giao tự chế chặt phá chiếc xe bị đổ chiếm đoạt biển kiểm soát xe rồi bỏ đi hiện công an thành phố ninh bình đang khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật